Chào các bạn nha. Hôm nay mình có được một trái xoài nè các bạn. Đố các bạn trái xoài này là trái xoài gì? Có rất nhiều bạn chưa biết luôn. Cái trái xoài này nè, thằng em mình nó mua cái cây giống ở trong hồ nước ngọt về trồng đó các bạn. Lúc đầu mình hỏi nó sao không mua nhiều cây về trồng đi, thấy nó đẹp quá. Cái nó nói bán trong hội chợ biết phải xoài này không, nhầm khi nó bán giả rồi về trồng mất công. Nhưng mà nó nói xoài gì là mua về trồng nó ra trái đó các bạn. Cái xoài này nó có mùi thơm, rất là thơm luôn các bạn. Lúc ăn lúc sồn sồn nó mới vừa chín tới thì nó ăn giòn giòn ngọt ngọt chua chua, còn khi chín vị thì nó sẽ không còn chua nữa. Mình ăn trái này trái thứ hai rồi. Bữa hổm nó cho mình một trái thì cái trái kia ăn hơi sống sống nó ngon lắm các bạn. Để hôm nay mình để chín thì nó thơm quá chừng luôn, mình thấy mình mê quá, mình để mình ngửi thôi chứ mình không có ăn. Rồi để bữa nay chín quá chừng nè, mùi quá rồi, để ăn coi nó làm sao. Cái thịt nó rất là nhiều các bạn, trái bự vậy tầm 1 kg luôn các bạn. Nè, cái hộp nó có bao nhiêu rồi nè, tầm khoảng 7 cm với 4 cm rồi các bạn, cái hộp nó đó. Cái này nữa chút mình cắt cái vỏ này ra mình đi trồng thử cho nó lên không, để mình ăn thử các bạn coi. Nó ngọt thanh quá chừng luôn các bạn, nó không có miếng chua nào luôn, nó ngọt thanh mà ngon lắm, chứ không có ngọt gắt như xoài của mình ha. Ngon các bạn. Cái miếng xoài nó dẻo dẻo, rất là thơm luôn. Các bạn thử mua một trái về cho gia đình mình ăn đi. Ăn cho biết với người ta, mà không biết ở chợ có bán không. Nếu mà nhà chồng mới có thôi, chứ mình nào giờ chưa thấy ở chợ có bán. Nó ngọt thanh ngon, không ngọt gắt. Khi nào có hội chợ lại các bạn thấy có ai bán giống cây xoài này á thì chúng ta nên mua về trồng ha. Nó nói xoài gì là nó bán cái cây giống đó rồi các bạn. Cây này là xoài Úc nha các bạn. Cây giống của nó bán một cây là 200.000. Mình thấy trên mạng nó cũng có bán đó các bạn. Giống cây là 100 mấy, 200 mấy, tùy theo chỗ bán đó. Các bạn thử tìm mua thử coi, về trồng coi cho kết quả y như mong muốn không. Thằng em mình nó mua về trồng nó cũng hồi hộp lắm các bạn. Đến khi có trái á, 2 năm là nó có trái rồi. Đến khi có trái thì nó mới là tin đó các bạn. Rồi bây giờ á, năm đầu tiên á, nó được 20 mấy trái. Năm nay là năm thứ hai nè, nó được 40 mấy trái, thế mà ham luôn các bạn. Trái sai quá chừng luôn, mà không có để phân, để thuốc gì chân các bạn, nó tốt vậy đó. Các bạn thử mua về trồng đi ha, chúc các bạn thành công.